Yến Dâm sợi to sùng bầu này có gì hết dạ? Mà qua hậu đổ Yến Nhi du học từ bên Úc về á, nấu một nồi to đùng đãi cho bạn trai và cả nhà ăn khen quá trời luôn. Bữa giờ theo dõi tôi thấy qua hậu đổ Yến Nhi ngày càng chín chắn dễ thương ghê luôn á mấy bà. Tính ra ở bển thì làm gì có miếng dâm để ăn hay mấy bà, còn nhà tôi là ăn hết cái này mua liền cái khác luôn á. Rồi mấy cái cô bán hủ tiếu bún phở nhà tôi cả tháng nay đâu có thấy mặt tôi đâu. Vì cái miếng này ngoài nấu miếng nước ngon nè, mấy bà cũng có thể ăn lẩu nè, làm miếng trộn miếng xào đều ngon hết á. Miếng thì dai dai giòn giòn ăn rất là sướng miệng luôn. Ở mà có nấu lâu quá nó cũng không có bị lên nữa mấy bà. Lại thêm cái điểm mà tôi thích nhất là được làm bằng củ dâm riền tươi nên ăn nó rất là mát luôn và nó cũng nhẹ bụng nữa. Nên mấy bà mà muốn giữ gìn vóc dáng là nên ăn cái miếng này lắm nè. Bởi vậy hoa hậu mà người ta còn ăn cái miếng này là có lý do đó mấy bà. Bỏ to đùng như vậy tôi mua có 80-90 cành hà mà để ăn cả tháng luôn. Tại vì mỗi lần ăn có 80-90 cộng thôi mấy bà. Còn ai mà đô mạnh mạnh nữa thì thêm vài cộng nữa thôi là no cành hông luôn. Đây là cái cách tôi nấu miếng dâm siêu đơn giản luôn nè. Chỉ cần một ít thịt bằm nè xào lên với cà chua, sau đó cho thêm một ít củ cải nữa cho ngọt nước mấy bà nêm nếm lại vừa ăn. Nào mà bận rộn quá tôi chỉ cần nấu đơn giản như vậy thôi mà cả nhà ai cũng khen hết trơn á. Miếng dâm sùng bầu này ăn ngon mà còn có nhiều lợi ích tốt, hoa hậu còn ăn luôn mà. Bởi vậy nó hết hoài là đúng rồi đó mấy bà.